Mỹ là nền bóng đá nữ số 1 thế giới. Họ là đương kim vô địch World Cup, đồng thời cũng là đội giữ kỷ lục về số lần lên ngôi tại giải thế giới. Đội tuyển Mỹ đã 4 lần vô địch giải đấu này, vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019, gấp đôi số lần vô địch của đối thủ gần nhất Đức, 2 lần, 2003 và 2007, gấp 4 lần so với số lần vô địch của Nhật Bản, vô địch năm 2011 và Na Uy, vô địch năm 1995. Không tính World Cup 2023, giải vô địch bóng đá nữ thế giới trải qua 8 lần được tổ chức trong các năm trước đó. Đội tuyển Mỹ đã chiếm 1/2 số lần đăng quang của toàn bộ lịch sử giải đấu này. Xen kẽ với 4 lần vô địch World Cup, đội bóng đá nữ nước Mỹ còn có thêm 4 lần giành huy chương vàng Olympic vào các năm 1996, 2004, 2008 và 2012. Họ vô địch 4/7 lần nội dung bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu của Thế vận hội. Năm nay, đội tuyển Mỹ tiếp tục được truyền thông thế giới đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch World Cup tại Australia và New Zealand. Dù vậy, bản thân truyền thông Mỹ lại có cái nhìn khác về đội nhà. Tờ báo danh tiếng The New York Times của Mỹ bình luận: đội tuyển bóng đá nữ Mỹ là đội bóng thiếu kinh nghiệm nhất trong số các đội tuyển của chúng ta từng dự World Cup. Bản thân truyền thông xứ sở cờ hoa hiện không đặt niềm tin quá cao vào đội nhà vì theo họ, lực lượng của đội tuyển Mỹ năm nay không còn vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Bóng đá nữ Mỹ đang ở vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Hai tiền đạo trụ cột Alex Morgan, 34 tuổi, và Megan Rapinoe, 38 tuổi, có lần thứ tư dự World Cup, tràn đầy kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ đã lớn tuổi. So với kỳ World Cup gần nhất, khi đội tuyển Mỹ đăng quang năm 2019, bộ đôi này mỗi người đã thêm 4 tuổi, dần bước qua thời điểm sung sức nhất của sự nghiệp. Ở hàng hậu vệ, cầu thủ chạy cánh nổi tiếng của bóng đá nữ thế giới Kelly O'Hara, 34 tuổi, cũng vậy. Tuổi tác có thể khiến những pha leo biên của cầu thủ này không còn nhanh nhẹn như cách đây 4 năm. Về phía thế hệ kế cận, tiền đạo Trinity Rodman, 21 tuổi, dù được kỳ vọng nhưng chưa tạo được dấu ấn nào quá lớn ở cấp độ thế giới. Trinity Rodman được truyền thông nước Mỹ chú ý đặc biệt, chủ yếu vì cô là con gái của huyền thoại bóng rổ Dennis Rodman, chứ chưa phải được chú ý nhờ thành tích trong bóng đá. Cũng ở hàng tiền đạo của đội tuyển Mỹ, Alyssa Thompson còn quá trẻ, mới 18 tuổi, khó gánh vác trọng trách ở sân khấu lớn như World Cup. Hai năm trước, tại Olympic Tokyo 2020, thực chất diễn ra năm 2021, đội tuyển nữ Mỹ chỉ giành huy chương đồng, sau khi thua đội bóng láng giềng Canada 0-1 ở bán kết. Sau đó, Mỹ thắng Australia sát nút 4-3 trong trận tranh huy chương đồng. Dĩ nhiên, so với đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển Mỹ mạnh hơn hẳn. Nhưng những kết quả từ kỳ Olympic gần nhất cho thấy, khi đội tuyển Mỹ gặp các đội có lối chơi tương tự đội này, Canada, Australia, đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Andonovski, người Mỹ gốc Macedonia, thường gặp khó khăn. Vì vậy, khi đối đầu với đội tuyển Mỹ, các đối thủ thường chọn cách chơi đơn giản nhất có thể, kiên nhẫn nhất trong khả năng có thể. Đặc biệt, đối thủ phải chuẩn bị thể lực và khả năng chống bóng bổng đủ tốt vì tuyển nữ Mỹ rất thích lối đá, tra tấn, thể lực đối phương.